Mến chào quý vị khán giả đã đến với kênh tin tức thời sự 24 giờ hôm nay. Ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị hãy cùng theo dõi. Bác sĩ cảnh báo, hàng loạt căn bệnh nguy hiểm hậu Covid-19, nhiều người không qua khỏi nếu mắc phải các di chứng này. Mắc Covid-19 nhẹ nhưng di chứng lại nặng. Theo bác sĩ Đinh Quang Thanh, Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp cho biết, sau khi thành phố Hồ Chí Minh trải qua đợt cao điểm của dịch bệnh, từ đầu tháng 10 năm 2021, ngành y tế thành phố bắt đầu đối mặt với hậu nhiễm Covid-19. Mặc dù những ca mắc Covid-19 nhẹ sẽ gặp phải ít di chứng sau khi khỏi bệnh, tuy nhiên, có một số người vẫn có thể gặp phải những di chứng nặng. Hầu hết, các bệnh viện dã chiến sau khi bệnh nhân âm tính với SARS-CoV-2, họ chuyển về đây để điều trị hậu Covid-19. Chúng tôi nhận khoảng hơn 300 bệnh nhân nặng sau khi điều trị HFNC, thở máy không xâm nhập, thở máy xâm nhập. Các bệnh nhân này bị yếu cơ, hạn chế tầm vận động khớp, loét tì đè với tình trạng lệ thuộc oxy, khó thở, rối loạn tâm thần, rối loạn đông máu, rối loạn nội tiết, tổn thương thận, bệnh về da, suy dinh dưỡng, di chứng về hô hấp và tâm thần kinh là thường gặp nhất. Có những người sau khi mắc Covid-19 có triệu chứng như nhức đầu, rối loạn nhận thức, chụp MRI thì kết quả là nhồi máu não. Tình trạng rối loạn đông máu tạo thành những cục máu đông làm tắc mạch ở phổi hay còn gọi là nhồi máu phổi, hoặc có thể gây tổn thương nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, tắc mạch ở chi dưới, bác sĩ Đinh Quang Thành nói. Có một số bệnh nhân thấy hết Covid-19 về nhà, trong quá trình sinh hoạt tự nhiên lại thấy mệt. Có những trường hợp là do diễn tiến của rối loạn đông máu còn tiếp tục gây ra thuyên tắc mạch phổi, đưa đến tình trạng mệt do thiếu oxy. Nếu không phát hiện kịp thời, đưa vào bệnh viện sớm sẽ dẫn đến tử vong. Cho nên, đối với những người có nguy cơ thuyên tắc mạch, cần sử dụng thuốc kháng đông để điều trị lúc nhiễm Covid-19. Khi khỏi bệnh rồi, có thể duy trì tiếp ít nhất 30 ngày hoặc có thể kéo dài từ 3 tháng đến 6 tháng để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra, bác sĩ Thanh đưa ra lời khuyên. Cũng theo bác sĩ Thanh, có những di chứng hậu Covid-19 sẽ đi theo bệnh nhân đến suốt cả đời, ví dụ như xơ phổi. Một khi đã xơ rồi, sẽ không hồi phục được. Di chứng này sẽ khiến bệnh nhân không thể nào vận động gắng sức, từ đó dẫn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh sau khi đã khỏi Covid-19 kém đi, không còn như trước nữa. Tâm lý nhiễm rồi để khỏi bị lại là sai lầm. Theo bác sĩ Đinh Quang Thanh, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân hậu Covid-19 đến thăm khám tại bệnh viện có dấu hiệu tăng lên. Một phần do khi phát hiện những di chứng bất thường, người dân có ý thức hơn đến bệnh viện để tầm soát, tránh những sự cố đáng tiếc về mặt sức khỏe. Trong virus có nhiều loại, mình chích ngừa đậu mùa, cúm thường, nó khác, qua rồi thì thôi. Nhưng đối với SARS-CoV-2, nó xuất hiện rất mới. Thế giới người ta cũng đang tiếp tục nghiên cứu để đánh giá về Covid-19. Covid-19 bị rồi có thể bị lại, di chứng của nó nặng nề hơn các virus khác. Cái tâm lý mà để nhiễm rồi để khỏi bị lại là sai lầm, vì trước mắt nhiễm rồi có thể bị lại, nhiều người bị đến 2-3 lần, thậm chí nhiều di chứng nặng, bác sĩ Thành nói. Trong quá trình thăm khám, điều trị cho những bệnh nhân hậu nhiễm Covid-19, có nhiều người stress, trầm cảm nặng, một số trường hợp nhảy lầu, nhảy sông tự tử cũng đã xảy ra. Trải qua chuỗi ngày sống trong sợ hãi, cảm giác bị cả người thân bỏ rơi, chú Võ Phát Tài, 68 tuổi, ngụ tại huyện Nhà Bè cho biết, đến thời điểm hiện tại, việc chú còn sống, còn thở được là một điều kỳ tích. Theo chú Tài, sau khi nhiễm Covid-19 và điều trị thành công, chú được chuyển vào Bệnh viện Phục hồi chức năng, điều trị bệnh nghề nghiệp hôm 23 tháng 12 với tình trạng thở oxy dòng cao. Sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe của chú đã có sự tiến triển rõ rệt. Hiện tại, chú chỉ còn thở oxy khoảng 2 lít một ngày. Đứng cạnh chú Tài, chị Võ Thị Bích Trâm, con gái của chú cho biết, vì tâm lý chủ quan, nghĩ rằng ba sẽ không sao, đến khi nhiễm bệnh mới hoảng loạn vì sức khỏe chú Tài tụt dốc không phanh. Hồi bữa, qua bệnh viện dã chiến là ba em bị hôn mê sâu. Người nhà chới với, chuẩn bị tâm lý hết rồi khi bác sĩ nói ba em chỉ còn 2% cơ hội để sống thôi. Nhưng gia đình còn nước, còn tát, may mà ba em đã vượt qua được. Vì tâm lý chủ quan, nghĩ ba chỉ ở nhà không à, tất cả con cái đều chích vaccine cả rồi nên xác suất bị nhiễm bệnh ít lắm. Có ai ngờ đâu bà lại nặng như vậy. Giờ thì bà đã khỏe nhiều rồi, chị Trâm chia sẻ. Theo chị Trâm, khi nhiễm bệnh, chú Tài có tâm lý suy sụp, cảm giác bị mọi người bỏ rơi nên rất tủi thân. Sau khi được gia đình ở bên động viên, chú đã lách qua khe cửa hẹp để có thể chuẩn bị xuất viện, quay trở về nhà.
Cũng giống như chú Tài, chú Hồ Văn Phong, 53 tuổi, vẫn còn rất lo lắng, khó thở, cần sự hỗ trợ thở từ HFNC dù đã khỏi Covid-19. Ban đêm, bà cứ suy nghĩ tiêu cực, bà muốn về nhà. Bà kêu nằm lâu quá, tâm lý bất ổn, em chỉ biết động viên, nói bà cố lấy tinh thần để vượt qua thôi. Em cũng không nghĩ điều trị hậu Covid-19 nó lại nặng, đáng sợ đến như vậy. Chị Quyên, con gái chú Phong nghẹn lời. Theo bác sĩ Đinh Quang Thanh, những người lớn tuổi có bệnh nền, những người trong quá trình mắc Covid-19 điều trị lâu, nặng, phải nằm ICU thì sau khi khỏi Covid-19 sẽ xuất hiện nhiều di chứng nặng nề. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là những người mắc Covid-19 nhẹ, không bị, họ sẽ mắc các di chứng khác. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình, người dân cần phải tuân thủ tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đối với trường hợp đã nhiễm và chữa khỏi Covid-19, nếu phát hiện dấu hiệu bất thường về mặt cơ thể, cần phải nhanh chóng đi đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị kịp thời. F0 tại nhà truyền tay nhau bí kíp cạo gió để nhanh âm tính, phương pháp này có hiệu quả hay không? Trên các diễn đàn y khoa, hiện nhiều người chia sẻ bí kíp cho F0 thực hiện như xịt nano bạc, xông hơi bằng xả chanh, gừng, tỏi, thậm chí cạo gió bằng đồng bạc để nhanh âm tính. Cách làm này có thực sự hiệu quả hay không? Là thành viên của nhóm bác sĩ quân y hỗ trợ bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nội, bác sĩ Lê Xuân Thắng, nguyên bác sĩ khoa nội tiêu hóa Bệnh viện quân y 103 khẳng định xông xả chanh không diệt được virus. Việc làm này chỉ ổn định triệu chứng chảy mũi hoặc triệu chứng khác theo tính chất của đông y. Trong khi tình trạng mất mùi, mất vị do virus gây tổn thương các tế bào nên không thể hồi phục ngay và hồi phục bằng phương pháp xông hơi được. Bổ sung thêm, bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Nguyễn Huy Hoàng, Trung tâm Oxy Cao Áp Việt Nga, Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, Bộ Quốc phòng cũng nhấn mạnh. Người nhiễm Covid-19 khi sốt, nếu được xông hơi hoặc đánh gió, chỉ có tác dụng làm cho đỡ khó chịu chứ không diệt được virus, không thể làm cho virus hết hoặc suy yếu để nhanh âm tính. Ngay cả với các loại thuốc kháng virus hiện nay cũng không có tác dụng tiêu diệt virus mà chỉ ngăn chặn quá trình nhân lên của virus hoặc làm thay đổi mã di truyền của virus khiến virus nhân lên bị thay đổi. Rất nhiều người thích xông hơi, nếu sốt thì xông một chút có thể giúp đỡ mệt chứ xông nhiều càng mệt. Hiện nay chưa có bằng chứng nào cho thấy xông hơi diệt được virus. Việc đánh gió bằng đồng bạc cũng vậy, không thể giúp diệt được virus nên không có chuyện đánh gió giúp nhanh âm tính, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh. Đồng tình với quan điểm này, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cũng cho rằng việc mọi người mách nhau cách xịt nano bạc, cạo gió bằng đồng bạc, xông tỏi, gừng để nhanh âm tính là không có cơ sở. Quan niệm này hoàn toàn không đúng, không có tác dụng như truyền miệng vì nó không có hiệu quả, bác sĩ Khanh khẳng định. Theo bác sĩ Hoàng, hiện nay để tiêu diệt virus tại chỗ chỉ có thuốc sát trùng bề mặt là cồn hoặc betadine dùng xúc họng, sát khuẩn chứ chưa có thuốc tiêu diệt virus. Còn thuốc kháng virus có tác dụng giúp ngăn không cho virus nhân lên trong cơ thể chứ cũng không diệt được virus. Dù nhiều tên gọi khác nhau nhưng chỉ có hai loại thành phần là favipiravir và monupiravir. Thuốc kháng virus thường dùng trong vòng 5 đến 7 ngày sau khi có triệu chứng và cũng chỉ cần dùng trong 5 đến 7 ngày. Những người tải lượng virus cao có nguy cơ lây nhiễm cho người khác hoặc bản thân người đó nguy cơ cao, chưa tiêm vaccine, hệ miễn dịch yếu thì nên cân nhắc dùng sớm thuốc kháng virus. Đối với những người dễ bội nhiễm vi khuẩn, bệnh nền, đề kháng kém hay viêm đường hô hấp do vi khuẩn thì phải chuẩn bị sẵn sàng kháng sinh để nếu cần thì sử dụng ngay. Đặc biệt, F0 thường chuyển nặng trong khoảng từ 7 đến 10 ngày sau khi xuất hiện triệu chứng. Thuốc kháng đông dùng để phòng chống bão cytokine có thể cân nhắc dùng sớm, dự phòng ở những người có nguy cơ dễ tạo cục máu đông và không có chống chỉ định, bác sĩ Hoàng lưu ý. Tuy vậy, bác sĩ Hoàng lưu ý, việc sử dụng thuốc cần căn cứ vào tình trạng của từng bệnh nhân và liều dùng theo chỉ dẫn của bác sĩ.